thơm dữ. Anh đang làm gì vậy? Nhận có gì. Biết rồi. Cúp máy nha. Em gọi lại sau. Ủa? Sao phải cúp máy? Ba gây phiền cho con hả? Không, đâu có phiền gì đâu. Nhưng mà con sợ ba nghe. Ba tính nói gì với con hả? Thì cũng có. Ba cứ đắn đo mấy ngày nay hoài. Là không biết có nên nói không? Gì kỳ vậy? Ba phải biết là nên nói hay không chứ. Thôi nói đại đi ha. An ơi. Dạ? Nay nấu món gì mà thơm dữ rồi con? Chưa có xong món gì hết á ba. Con mới cháy tỏi thôi à. Ra đây ha. Ba có chuyện muốn nói là ngồi đi con. Ba có chuyện này muốn nói với hai đứa. Thực ra ba cũng muốn nói lâu rồi. Nhưng mà em con nó đi du học. Sẵn bữa nay thì đông đủ có hai đứa. Ba nói luôn là vậy. Sức khỏe của ba với tuổi tác của ba giờ nó cũng không cho phép nữa. Thành ra ba muốn nghỉ ngơi. Ba muốn lập một cái di chúc. Cái tài sản của gia đình mình á thì ba sẽ chia đều cho hai đứa. Nhưng riêng cái công ty cơ sở làm ăn của ba đó thì ba muốn là giao lại cho đứa nào lấy chồng trước. Bởi vì hai đứa thấy không, lớn rồi, sắp lố hăm rồi, sắp sửa qua băm rồi mà không đứa nào nghĩ tới chuyện lập gia đình là sao? Ba, con nghĩ cách như vậy hay hơn nè. Hay là ba đem bán công ty đi, rồi ba lấy số tiền đó chia đều cho hai chị em con. Như vậy sẽ công bằng hơn. Con nói gì vậy? Công ty á là ba đã mất 30 năm để mà gầy dựng nó. Bây giờ con nói bán là bán làm sao? Phải giữ nó lại. Ba muốn là tụi con lấy chồng. Bởi vì khi có gia đình ổn định thì mới chí thú làm ăn. Đúng. Dù sao con cũng là hàng chị đúng không? Chắc chắn á, con phải lấy chồng trước em của con rồi. Ba đưa ra vậy, ba không thấy là bất công với em hả? Chưa chắc à. Ồ, em thông báo với chị á, là em đã có người yêu rồi nha. Cái chuyện ai lấy chồng trước là chưa biết được đâu nha. Thì đó, thôi. Bây giờ đó, ba quyết định là như vậy á. Thì hai chị em cứ tính nhau đi. Ai lấy chồng trước, ba sẽ sang tên công ty cho đứa đó. Không thể để Khánh My lập gia đình trước mình được. Công ty của ba nhất định phải là của mình. Cái gì? Em kêu anh cưới em. Anh cưới em mà tiêu đời trai anh luôn hả? Tôi sẽ trả thù lao cho anh. Trước giờ Bảo An này chưa nhờ vả ai không công việc gì hết. Bao nhiêu? Thì 40 50 100 chai cũng được. Cái này phải suy nghĩ lại nha. Chứ trai đẹp như anh mà lấy có 100 chai rồi thiệt thòi cho anh quá. Vậy thì anh muốn bao nhiêu? Cứ cho đại cái giá đi, đừng có vòng vo. Ok, anh thích làm việc với người thẳng thắn như em. Anh chỉ cần phân nửa số tài sản của em sau khi cưới là được rồi. Em cười là đồng ý đúng không? Anh đang mơ hả? Nè, tôi nói cho anh biết, Bảo An này đâu có ngu để mà phải mất một nửa tài sản vô tay một người như anh chứ. Không có anh thì sẽ có khối thằng khác. Cái gì? Thiệt hả? Ủa có thằng khác thì sao không kêu nó ra đây đi? Kêu tôi ra này chi? Tôi về. Bye. Ê khoan. Cái gì vậy? Mới anh em. Bây giờ tôi là sao? Em bình tĩnh. Bởi vì trong chuyện này á, chỉ có mình anh giúp được cho em thôi. Tại vì anh mới là người hiểu rõ trái tim em nhất. Bây giờ em đi kiếm thằng khác, nó mà lớn ngớ một cái làm hư chuyện của em. Còn mấy thằng trai trẻ chắc chắn nó không chịu cưới em rồi. Nghe tới cái tên Bảo An nó sợ chạy mất dép rồi em biết không? Bởi vậy em đừng có keo kiệt quá rồi làm hư chuyện lớn của mình. Chỉ có phân nửa số tài sản thôi mà, có gì đâu tiếc. Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi hết hứng thú với anh rồi. Ok, hết hứng thú thì thôi. Nhưng anh tin rằng em sẽ tìm đến anh. Bye. Anh tưởng là mình ngon hả? Không có anh, tôi tìm được 100 thằng khác. Em nói làm sao? Em muốn hai đứa mình cưới nhau. Dạ đúng. Tại vì ba em muốn em kết hôn. Anh cũng biết rồi đó, ba em cũng lớn tuổi rồi, cho nên ông có nhiều thứ phải lo lắm. Em cũng vì thương ba, cho nên em có hứa với ba là em sẽ kết hôn trong vòng năm nay. Nhưng mà em tìm hết rồi, quả thật em không có ai hết. Bởi vì người từ trước tới giờ em suy nghĩ và muốn cái định kết hôn á, chỉ có một mình anh thôi. Anh Hoàng à, chúng ta quay lại với nhau nha. Em biết chuyện xảy ra trước đây á, em buồn lắm. Em ước gì chúng ta đừng có cãi nhau, đừng có gây nhau để rồi phải chia tay nhau như vậy. Cho em thêm một cơ hội nữa thôi. Chúng ta quay về với nhau, tổ chức với nhau một cái đám cưới thật đàng hoàng và tử tế với nhau nha anh. Cảm ơn em đã nghĩ tới anh. Nhưng mà chắc có lẽ là Khánh My chưa nói thật với em. Tụi anh đang yêu nhau. Và sắp tới đây á, anh với My sẽ về ra mắt gia đình. Cho nên chuyện em đề nghị với anh á là không thể nào được. Anh nói là anh đang quen Khánh My? Phải. Ồ, em thông báo với chị á là em đã có người yêu rồi nha. Bao lâu rồi? 3 năm. Trong lúc tụi anh du học bên Mỹ. Vậy là khi vừa mới chia tay em, anh đã đi Mỹ du học. Đúng vậy. Vậy anh có biết Khánh My nó là em ruột của em không? Thật sự lúc đầu á là anh không biết chuyện này. Vậy anh yêu Khánh My nhiều tới cỡ nào? Anh không biết phải trả lời em thế nào. Nhưng mà Khánh My á là người duy nhất mà anh muốn cưới làm vợ. Anh hay lắm. Quen cô chị thất bại, rồi bây giờ nhảy sang cô em. Mà cũng đúng thôi, ai biểu gia đình tôi là gia đình có của anh chứ. Bảo An à, anh thôi đi, đừng có gọi tên tôi. Thật khinh bỉ, đồ giả dối. Anh không biết phải trả lời em thế nào. Nhưng mà Khánh My là người duy nhất mà anh muốn cưới làm vợ. Hai, chị có chuyện muốn nói với em. Em ngồi đi. My nè, em phải hết sức bình tĩnh. Chị muốn nói cho em nghe một sự thật. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tại sao chị em lại nói anh là một tên sở khanh đào mỏ hả? Có phải từ trước đến giờ anh gạt em không? Những gì em thấy trước đây không phải là con người thật của anh, có đúng không? Bây giờ không phải như vậy đâu. Mọi chuyện á không đơn giản như em thấy đâu. Cứ cho là như vậy đi. Và anh trả lời em một câu thôi. Tại sao anh lại giấu em chuyện anh và chị Bảo An đã từng quen nhau? Bởi vì đây là chuyện trong quá khứ rồi, anh không muốn nhắc lại. Nếu như anh là một người tốt, thật sự em không hiểu lý do gì mà chị em lại chia tay anh nữa. Chị Bảo An nói như vậy hả? Phải. Chẳng những nói như vậy mà chỉ còn nhấn mạnh rất nhiều lần chuyện anh là một tên sở khanh. Anh có biết mỗi lần nghe như vậy em rất đau lòng không? Rốt cuộc em không biết anh là loại người gì nữa. Em không biết anh cố tình tiếp cận em để làm cái gì. Có phải là anh muốn trả thù chị Bảo An cho nên anh mới làm như vậy không? Bây giờ em nghe anh nói đi. Bây giờ anh có nói gì vậy cũng không thể nào làm em tin tưởng được. Anh yêu em là thật lòng. Anh chỉ cần em tin tưởng thôi. Rồi sao mà em tin anh được? Ngay cả một lời giải thích đàng hoàng cho em, anh cũng không nói nữa. Nếu như em muốn biết tất cả mọi chuyện, anh sẽ nói cho em biết. Anh với chị em chia tay á, anh là người chủ động chia tay, chứ không phải chị của em. Còn lý do tại sao á là tại tụi anh không hợp nhau. Còn như muốn biết tại sao tụi anh quen nhau, anh sẽ kể cho em nghe. Bữa tiệc hôm đó là... Anh đừng muốn đặt điều nói xấu với tôi nữa. Chị là... Có phải anh định nói là tôi là một cô gái xấu tính, tôi xấu xa, tôi như thế này thế nọ, cho nên mới bị anh bỏ rơi? Không phải như vậy đâu chị, bình tĩnh lại đi chị. Tôi xin anh đó, tôi xin anh hãy vì một chút tình nghĩa xưa mà hãy buông tha cho em gái của tôi. Em gái của tôi không thể nào yêu một người sở khăn đổ mạng như anh được. Tôi xin anh đó. Thôi chị đừng khóc nữa chị ơi. Không được khóc nữa mà anh đi nữa. Anh im đi. Thôi đừng có khóc nữa, mình về đi nha chị. Xin lỗi anh nha. Rõ ràng hôm đó em có uống thuốc tránh thai. Uống thuốc tránh thai khẩn cấp luôn á. Vậy mà không biết sao sau đó em lại phát hiện là mình có bầu. Nè, nói có sách mách có chứng luôn á. Sao? Sợ hả? Trời ơi, không có việc gì phải sợ hết á. Hôm nay em tới á, chị đã nói cho anh biết á là em có bầu. Và anh có một đứa con tồn tại trong cuộc sống này. Vậy là hết. Còn ngoài ra, anh không cần phải có trách nhiệm gì với em hết. Ha? Đây. Nè, thật ra thì chuyện này thì anh không có trách nhiệm. Anh sẽ có trách nhiệm với em và con của chúng ta nữa. Thiệt ra là chuyện này là lỗi hoàn toàn hai đứa. Tại vì hôm đó chúng ta say quá. Hôm nay em tới chị đã nói vậy thôi. Em không đòi hỏi trách nhiệm gì với anh đâu. Còn chuyện đứa con này á, anh đừng có lo. Để em tự giải quyết. Ha? Thôi em về ha. Nè, mình thử hẹn hò nha. Anh là một tên sở khanh. Anh làm tôi có bầu, rồi bây giờ anh muốn ruột bỏ. Lý do mình chia tay em hiểu rõ hơn ai hết mà. Anh nghĩ em không nên tức giận. Bình tâm lại, suy nghĩ những sai trái của mình làm đi. Vậy thì tôi sẽ phá thai. Không được, em không được phá thai. Em ra, anh không tính lại. Em bình tĩnh lại, em nghe anh nói nè. Em tính lại đi. Cái thai nó không có tội, mình phải có trách nhiệm bảo vệ nó. Vậy thì anh cưới em đi. Chứ sinh con ra mà cho nó không có cha, không có một cuộc sống đàng hoàng thì càng có tội với nó hơn. Nếu em nói như vậy thì anh sẽ nói cho em rõ luôn. Anh không có trách nhiệm gì với em và cái thai trong bụng của em hết. Anh nói như vậy em hiểu ý rồi chứ. Em chuyện yêu đương của tụi con ba không muốn can thiệp nhiều. Các con nên tự giải quyết với nhau như thế nào cho ổn thỏa là được. Nhưng Khánh My nè, dù sao thì con cũng nên chú ý tới lời của chị hai con. Cuộc sống bây giờ khó đoán trước được lắm. Ba nói đúng rồi đó ba. Hoàng không phải là một người tốt đâu. Con chỉ lo sợ là khi anh ta bước chân vào nhà của mình rồi thì anh ta sẽ dùng mọi cách, dỡ mọi thủ đoạn để mà lấy hết tất cả. Chuyện gì á, chứ chuyện đó anh ta dám làm đó ba. Thưa bác, con muốn xin lỗi bác về chuyện xảy ra trong quá khứ của con với Bảo An. Con biết chuyện này cũng không có tốt đẹp gì. Còn hiện tại bây giờ con thật lòng yêu Khánh My, con muốn cưới Khánh My. Chuyện này hoàn toàn nghiêm túc bác ạ. Bác đừng có vì chuyện cũ mà có cái nhìn không tốt về con. Nếu như bác đồng ý chấp thuận con hứa sẽ chăm sóc cho My đến trọn cuộc đời. Bảo An anh xin lỗi những gì xảy ra trong quá khứ. Dương nợ của mình anh nghĩ tới đó là hết rồi. Anh mong em hiểu và chúc phúc cho anh và Khánh My. Anh nói hay quá. Tại sao anh không nói luôn với mọi người rằng anh ngủ với tôi, làm cho tôi có thai, sau đó anh ruồng bỏ tôi, khiến tôi phải tự xoay sở một mình? Tại sao anh không nói luôn với mọi người rằng tôi vì anh, mà tôi phải phá bỏ thì đứa con của mình hả? Chuyện này không phải như vậy đâu. Anh còn muốn chối nữa hả? Chuyện gì vậy? Tôi đâu biết chuyện gì đâu. Tôi xin lỗi nha Bảo An, đừng có nói chuyện này cho mọi người biết nha. Anh nói vậy là ý gì? Anh ngủ với tôi xong rồi bây giờ anh nói là tôi đừng nói cho mọi người biết hả? Sau đó con mới phát hiện là đó chỉ là một cái bẫy. Anh ta cố tình uống say để mà được ngủ cùng phòng với con. Rồi sau đó anh ta vì một người phụ nữ khác mà ruồng bỏ con. Lúc đó con sợ lắm. Con sợ là sẽ làm ba buồn, cho nên con không nói với ba, cho nên con đã âm thầm đi phá bỏ cái thai đó. Không phải, mọi chuyện không phải như vậy đâu mọi người. Vậy thì ý anh là sao? Ý anh là tôi đặt điều vu khống cho anh đúng không? Vậy thì ngày hôm nay ba mặt một lời đi. Có phải tôi và anh trước kia đã từng quen nhau, đã từng yêu nhau, có như vậy không? Chuyện đấy. Và tôi vì anh, mà phải phá bỏ cái thai, có hay không? Lại thêm một chuyện nữa, em không biết về anh, cho đến bây giờ em không thể tin anh được nữa. Khánh My à, chuyện này không phải phức tạp như em nghĩ đâu. Ba, hôm nay con đã kể hết sự thật ra rồi. Nếu như ba và em không tin những lời con nói và vẫn nhất mực cho Hoàng không phải là người xấu, vậy thì con không còn gì để mà nói nữa hết. Con sẽ hành động. Con sẽ dùng chính cái chết của mình để mà nói cho mọi người biết những lời con nói tất cả đều là sự thật. Chị Bảo An, chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh chứ con. Nhưng mà con không thể là bình tĩnh được, bởi vì nó liên quan tới em gái của con. Con không muốn em con đã đi vào cái xe đổ của con ngày trước. Bà có hiểu hay không? Nè, bà ơi, chị thì bỏ vào xuống đi. Khi bị anh ta bỏ rơi, con đã thay đổi. Bà biết không, anh ta đã lấy đi của con rất là nhiều tiền. Rồi bây giờ anh ta quay về đây, anh ta dụ dỗ Khánh My. Nếu như mọi người vẫn không tin con thì ngày hôm nay con sẽ chết. Nè, con sẽ chết cho mọi người vô lòng. Đi kia đi, đi đi, con xin anh mà. Nghe anh nói đi. Anh đừng có nói gì nữa. Chị tôi sẽ không bao giờ đặt điều cho anh đâu. Cũng may là tôi biết được sự thật sớm, nếu không cuộc đời tôi sẽ giống chị thôi. Anh đi về đi, tôi xin anh. Anh còn thương tôi, anh đi về đi. Đi đi. Đi đi mà. Vậy là xem như mình đã tống được tên Hoàng ra khỏi nhà, và Khánh My cũng sẽ không có cơ hội được lập gia đình. Vậy chắc chắn mọi thứ sẽ thuộc về mình thôi. Đứng lại. Tại sao làm mọi chuyện rối tung lên như vậy? Em chỉ muốn trả thù anh thôi mà, đâu nhất thiết phải chia rẽ anh với Khánh My như vậy. Tôi muốn anh rời xa Khánh My, rời xa em gái tôi ra. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Từ trước tới giờ em vẫn không thay đổi tính tình của mình, vẫn là Bảo An của ngày nào. Ý anh là sao? Ý anh á, tôi là một con Bảo An xấu xa chứ gì? Anh nói cho em biết, anh biết tất cả sự thật rồi. Chính vì vậy á, chúng ta không thể nào ở bên cạnh nhau được. Mày nói sao? Cái thai trong bụng của Bảo An không phải là của tao hả? Tao xin lỗi mày, vì tao đã giúp Bảo An nói dối với mày chuyện Bảo An có thai. Chị, cái thai đó là của ai? Thật ra thì cái thai đó là của bạn trai cũ của Bảo An, nhưng mà thằng đó không nhận. Rồi Bảo An mới nhờ tao giúp Bảo An nói dối với mày. Đêm hôm đó tao chuốt cho mày say, rồi để hai người ngủ chung với nhau. Nhưng mà thật chất mày và Bảo An không có xảy ra chuyện gì hết. Vậy là anh chưa hiểu hết gì về tôi rồi. Đối với con Bảo An này, làm những chuyện đó với bất kỳ một người nào đó, đó là điều bình thường ha. tôi còn có thể làm những việc xấu xa hơn nó nữa kìa. Còn chuyện cái thai, tôi đã bỏ nó từ khi anh đá tôi rồi, cho nên anh đừng có nhắc lại chuyện đó nữa. Tôi ghét nhất là ai đá mình. Tôi không đá người ta thì thôi, việc gì người ta dám đá tôi? Anh lấy cái quyền gì mà anh dám ruồng bỏ tôi chứ hả? Chính vì vậy mà làm khó anh với Khánh My à? Không, tôi không hề làm khó hai người, mà là tôi sẽ dùng nhiều cách với nhiều thủ đoạn để khiến hai người không bao giờ tới được với nhau. Thật ra lần đầu gặp lại em, anh đoán được em có ý đồ gì rồi. Anh nói cho em biết, anh sẽ tìm mọi cách để lật tẩy ý đồ của em ra. Ý anh là gì? Chúng ta sẽ chính thức đối đầu nhau trong cuộc chiến này. Được thôi, vậy tôi chúc mừng anh nha. Chúc anh thành công.